Chào mừng quý vị đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Hà Lê nói gì về nghi vấn đạo ý tưởng trong show Anh trai vượt ngàn trông gai? Cháy trung cư ở Hà Nội, người dân đẩy ô tô hỗ trợ chữa cháy. Xuyên rừng giải cứu 5 sinh viên bị lạc trên đỉnh núi Lang Biên. đề nghị truy tố vợ chồng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An. Biên giới nguy ngập, Nga rút quân thiện chiến từ châu Phi về yểm trợ vùng quốc. Tiêu diệt chỉ huy Hamas, Israel tuyên bố kết thúc chiến dịch ở miền Trung và miền Nam Gaza. Chùm ma túy khét tiếng bậc nhất Mexico được trả tự do tại Mỹ nữ nghị sĩ Đức bị bắn sơn khi đang vận động tranh cử. Tiết mục Trái đất ôm mặt trời trong công diễn 3 thuộc chương trình Anh trai vượt ngàn trông gai sau khi lên sóng đã gây ra nhiều tranh cãi. Có khán giả cho rằng tạo hình, trang phục của các anh tài khá giống với tiết mục You Had Me At Hello của team Isaac ở Live Stage 2 thuộc chương trình Anh trai xây 2. Trong cả hai tiết mục, các nghệ sĩ đều chọn trang phục màu hồng với tạo hình có phần đáng yêu trẻ trung. Nghệ sĩ Hà Lê, một trong các anh trai biểu diễn tiết mục Trái đất ôm mặt trời phản hồi rằng anh cảm thấy buồn cười khi nghe tin đồn đạo ý tưởng và tiết lộ thời gian ghi hình Trái đất ôm mặt trời là ngày 16 tháng 7. Tuy nhiên, chia sẻ của Hà Lê tiếp tục tạo ra tranh luận. Lý do là live stage 2 của anh trai say 2 được cho là ghi hình vào ngày 13 tháng 6. Vì thời điểm đó, các thành viên biểu diễn You Had Me At Hello đã chúc mừng sinh nhật Isaac ngay trên sân khấu và sinh nhật của anh trai này là ngày 13 tháng 6. Khoảng 23 giờ 45 phút, tối 30 tháng 8, một vụ cháy đã xảy ra tại trung cư CT5A thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy, người dân phát hiện khói đen đặc bốc ra từ căn hộ 206 ở tầng 2 của tòa nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai dập lửa, báo động cho toàn bộ cư dân chạy xuống tầng 1 và dọn dẹp ô tô, đỗ cản trở công tác cứu hỏa. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa lực lượng chức năng đã phá cửa sổ và bắc thang đưa các nạn nhân thoát khỏi tòa trung cư. Đến 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và không có thiệt hại về người. Cả bốn nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 đều thoát xuống tầng 1 an toàn. Thời điểm xảy ra cháy, chủ căn hộ 206 không có mặt trong nhà. Hiện Công an huyện Thanh Trì đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, nhận được tin báo về việc năm sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang, thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Lạc Dương đã triển khai lực lượng phối hợp với đội cứu nạn cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương và nhân viên bảo vệ của khu du lịch Lang Biang chia ra thành nhiều mũi đi sâu vào rừng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng công an huyện đã tìm thấy 5 sinh viên bị lạc trong rừng sâu cách vị trí xuất phát khoảng 5 km. Theo các bạn trẻ, khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 8, nhóm này di chuyển bằng xe máy từ Đà Lạt vào Lạc Dương. Khi đến chân núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương thì bỏ xe lại ven đường rồi cùng nhau đi leo núi trải nghiệm theo hướng đỉnh Lang Biang và bị lạc trong rừng sâu lực lượng cứu hộ cứu nạn đã cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ đưa xe máy và 5 du khách về khách sạn tại thành phố Đà Lạt. Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Nguyễn Đăng Thuyết, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội, Nguyễn Nhật Linh, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội. Từ năm 2017 đến năm 2022 với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế, giảm số thuế phải nộp cho nhà nước để hưởng lợi bất chính, ông Thuyết cùng vợ là bà Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man số liệu báo cáo cơ quan thuế, ký hợp đồng mua bán hàng khống, mua bán hóa đơn đầu vào của các công ty hộ kinh doanh cá thể để tăng chi phí, từ đó giảm thuế phải nộp cho nhà nước. Hành vi lập sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của các công ty Thành An, Danh, Tràng Thi dẫn đến thiệt hại về thuế là hơn 743 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng, ông Nguyễn Đăng Thuyết thành lập, sở hữu và điều hành ba công ty Thành An, Danh, Tràng Thi. Trong đó, ông Thuyết đại diện pháp luật của công ty Thành An. Ngày 30 tháng 8, tờ Lâm Mông đưa tin, các thành viên thuộc lữ đoàn Medvedi đang đóng quân tại quốc gia Burkina Faso ở châu Phi sẽ được điều động đến vùng quốc để ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Theo tờ báo Pháp, lữ đoàn gồm 300 thành viên này được cho là có liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga trú tại Burkina Faso từ tháng 5, thực hiện đảm bảo an ninh cho một số nhân vật chủ chốt, bao gồm cả người được cho là đứng đầu chính quyền quân sự. Đại úy Ibrahim Chare. Sự hiện diện của họ ở quốc gia Tây Phi này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Nga nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trên lục địa đen. Tuy nhiên, khoảng 100 thành viên thuộc Medvedi đang được rút về. Chỉ huy lữ đoàn Medvedi Viktor Imolev cho biết Quyết định rút quân khỏi Burkina Faso là để đáp lại nhu cầu cấp thiết phải tăng cường phòng thủ của Nga trước cuộc tiến công của Ukraine. Ông Imolef tuyên bố tất cả binh lính Nga đang quên đi vấn đề của họ và đoàn kết để chiến đấu với kẻ thù. Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X vào ngày 30 tháng 8, IDF cho biết lực lượng này đã phối hợp với đơn vị tình báo Sinbad và cơ quan biên phòng Israel thực hiện vụ phục kích nhằm vào phương tiện chở chỉ huy Hamas Wassam Hazem ở bờ Tây. Theo IDF, chỉ huy Wassam Hazem bị bắn hạ trong một cuộc đấu súng cùng hai thành viên khác của Hamas. Ba người này bị cáo buộc có liên quan đến nhiều cuộc xả súng nhằm vào các khu định cư Israel. IDF sau đó đã công bố hình ảnh về một số vũ khí tịch thu được từ chiếc xe chở chỉ huy Hamas Hazem như súng trường tấn công, súng ngắn, các băng đạn, thuốc nổ. Cũng trong ngày 30 tháng 8, quân đội Israel tuyên bố một số chiến dịch quân sự ở khu vực miền Trung và miền Nam giải Gaza của họ đã kết thúc. Sư đoàn số 98 Israel đã hoàn tất nhiệm vụ tại các khu vực Khan Yunis và Dianbala ở giải Gaza. Hơn 250 tay súng Hamas đã bỏ mạng và hàng chục cơ sở hạ tầng của phong trào này đã bị phá hủy. Ngày 30 tháng 8, Osia Cardenas, một trong những chùm ma túy khét tiếng nhất trong lịch sử Mexico, đã được thả khỏi nhà tù của Mỹ. Người này có thể sẽ sớm bị trục xuất. Karadinas là cựu thủ lĩnh của băng đảng Gulf Cartel và từng chỉ đạo các vụ bạo lực băng đảng đẫm máu nhất trong lịch sử Mexico. Thậm chí, chùm ma túy này còn được biết đến với chiến thuật cực kỳ dã man để vận hành đường dây của mình như không ngại hành quyết bất kỳ kẻ nào phản kháng. Chùm ma túy Cardenas đã bị bắt sau một cuộc đấu súng vào năm 2003 và bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2007. Ông ta đã bị kết án 25 năm tù vào năm 2010. Được biết, Cardenas từng thành lập Zetas, một nhóm vũ trang của Gulf Cartel. Sau khi Cardenas bị tuyên án, Zetas đã tách ra và trở thành nhóm tội phạm nguy hiểm nhất ở Mexico trong một thời gian trước khi tan rã. Đài Euronews đưa tin, nữ nghị sĩ quốc hội Đức Zaha Vazgenex đã bị một kẻ quá khích bắn sơn đỏ vào người khi tham gia hoạt động tranh cử tại một thành phố miền đông nước Đức. Người phát ngôn của đảng liên minh Zaha Vakhanek lý trí và công lý cho biết bà Vakhanek bị dính vài vết sơn ở đầu, cổ và thân trên và đã trở lại bục phát biểu sau khi kẻ tấn công bị khống chế. Kẻ vẩy sơn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và dường như sơn được bắn ra từ một bơm kim tiêm y tế. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cho biết hiện người đàn ông này đang bị điều tra về tội phá hoại tài sản. Mặc dù chưa rõ động cơ của kẻ tấn công, các nhà chức trách tin rằng có thể là vì lý do chính trị. Theo một quan chức có mặt tại hiện trường, kẻ tấn công đã hét lên điều gì đó bằng tiếng Ukraine hoặc tiếng Nga, có lẽ ám chỉ đến cuộc xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.